tôi đi tham quan là nhà thờ đá Phát Diện Ninh Bình. Không phải live stream mà này là hot hot girl của mỏ. Còn đây là anh thanh niên sống ảo. Sống ảo của Nam. Thấy không? Live stream chưa? Không live stream. Đây là cổng vào nhà thờ đá Phát Diện. Trông long như nổi lắm. Long rất là tuyệt vời.